màu của sức sống. Xanh lục màu của bình yên, xanh lục màu của đổi mới, xanh lục màu của hy vọng, xanh lục màu của trí tuệ, xanh lục màu của tuổi trẻ, xanh lục chinh phục đỉnh cao. Khi bốc thăm được dòng nhạc trẻ, đội đã rất hào hứng và hứng khởi. Với niềm tin chiến thắng, khát vọng cống hiến và tinh thần cạnh tranh với chính mình, đội đã nhanh chóng họp, xây dựng ý tưởng, hăng say luyện tập để đảm bảo tiết mục của đội là độc nhất vô nhị cũng như phù hợp với thông điệp của chương trình. Trong tiết mục, chúng tôi đã làm mới về phần âm nhạc, thêm vũ đạo và một số loại hình nghệ thuật đặc sắc khác để tạo nên sự hấp dẫn cho tiết mục. Tôi tin rằng xanh lục sẽ bùng nổ tại chương trình SHB The Color. Xanh lục chinh phục đỉnh cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của đội Xanh Lục với bản mashup Con Đường Tôi Là Một Ngôi Sao. Cùng chào đón đội Xanh Lục, đội trưởng Lê Văn Hải, đội phó Trần Ngọc Nga cùng các thành viên trong đội. 3, 2, 1, bắt đầu! Khi trên con đường dài tôi bước, tôi sẽ gặp những khó khăn. Và có đôi khi tôi nghe một người vẫn nói, đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu. Dù biết sẽ có đớn đau và mất đi hy vọng, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Để trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy, một khát khao luôn được cháy. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên, giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những chông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Now is the time for me to raise my voice, now is the time to show you who I am. Dù cho ngày tháng còn đó những chông gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước trên con đường thôi. Từ ngày xa xưa, ngày còn ngây thơ, học từng câu ru, thuộc từng câu ca, chạy quanh ngõ từng chiều đón mang. Rồi tôi cứ dập dìu tiếng hát, nhìn về phía trước và tôi cứ bước lên trời cao. Mai này là một ngôi sao, tôi bay lên bầu trời, tiếng rung lên rung. Tôi sẽ là một ngôi sao.
Wow, một hình ảnh vô cùng tuyệt vời phải không nào? Hãy dành một tràng tay thật lớn dành cho đội xanh lục.